Việt Nam hiện đại hơn những gì bạn nghĩ. Đó là tiêu đề video của một vlogger người Pakistan. Chàng trai Pakistan đã khá ngạc nhiên trước sự phát triển nhanh chóng của Việt Nam sau khi quay lại Việt Nam lần thứ hai, và anh chàng đã phải thốt lên bất ngờ trước sự hiện đại của thành phố Hồ Chí Minh. Mở đầu video, chàng trai Pakistan giới thiệu rằng người dân Pakistan chúng tôi nghĩ về Việt Nam có lẽ là một đất nước kém phát triển, bị chiến tranh tàn phá. Sau khi xem hết tập hôm nay, hãy bình luận xem hình ảnh Việt Nam có thay đổi trong tâm trí của bạn hay không nhé. Hãy cùng khám phá những điều tuyệt vời nhất của Việt Nam, thành phố hiện đại, thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố nổi tiếng của họ, cũng là một thành phố thương mại và rất nhiều hoạt động diễn ra ở thành phố này. Tôi đã đến đây 5 năm trước, thậm chí lúc đó tôi khá ấn tượng với nó, nhưng tôi nghe nói rằng nếu chúng ta nhìn vào toàn bộ quá trình phát triển trong khoảng thời gian 10 năm, thì nó đã khiến nhiều thành phố, vốn là thành phố chính của toàn bộ khu vực Đông Nam Á này bị bỏ xa. Thành phố này không kém bất kỳ thành phố hiện đại nào. Ôi trời, con đường thật đẹp, những hàng cây tuyệt vời, những quán cà phê, những khách sạn cao cấp, những tòa nhà cao tầng mà bạn nhìn thấy, thật ấn tượng. Đây là ngày đầu tiên tôi bắt đầu khám phá thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu gây ấn tượng với tôi. Nó đang được phát triển nhanh, và một dấu hiệu khác cho thấy sự phát triển của nó là hệ thống tàu điện đang được lắp đặt ở đây. Tôi nghĩ đây có lẽ là hệ thống metro đầu tiên của Việt Nam. Vì vậy, nhìn thấy điều này, Việt Nam đang dần trở thành một đất nước rất hiện đại và phát triển. Bạn sẽ thấy rằng thành phố này không chỉ đẹp, con người rất tử tế, mà họ còn thực hiện công việc đặc biệt để làm đẹp mỹ quan thành phố ở đây bằng việc lắp đặt đèn ở mặt đường và các quán cà phê. Họ còn có những con phố đi bộ cực kỳ sạch sẽ với những lối cây xanh ở nhiều nơi. Nó quá đẹp vào ban đêm. So với chúng tôi, đây thực sự là thứ giúp thành phố của bạn sạch sẽ và cũng thu hút khách du lịch. Ở nước tôi chưa có khái niệm về phố đi bộ. Ở nước tôi không có quyền dành cho người đi bộ. Người đi xe đạp có nhiều quyền hơn người đi bộ. Người đi xe máy có nhiều quyền hơn người đi xe đạp. Và nếu bạn đi ô tô thì tất cả mọi người phải nhường bạn. Vì vậy, về tổng thể, bất kỳ vlog nào bạn đã xem cho đến nay, bạn đều đang thấy các công trình xây dựng, bạn đang thấy khách du lịch, bạn đang thấy sự hối hả và nhộn nhịp của mọi người. Nói thật với bạn, nếu bạn mới nghe về Việt Nam lần đầu tiên và bất cứ điều gì bạn nhìn thấy trên truyền thông cho đến bây giờ, bạn đều nghĩ rằng Việt Nam sẽ là một nơi kém phát triển. Ở đây sẽ không có sự tiến bộ. Nó là như thế này. Tôi cũng đã từng như vậy. Việt Nam đã từng là thuộc địa của Pháp. Việt Nam giành lại được độc lập sau đó. Nhưng Mỹ lại nhảy vào Việt Nam và chiến tranh Việt-Mỹ kết thúc vào năm 1975. Tôi sẽ tạo một vlog riêng về cách những con người Việt Nam này đã chiến đấu và cách họ đánh bại nước Mỹ. Đất nước của họ đã bị chiến tranh tàn phá và có một tuyên bố rằng Việt Nam sẽ là một nước nghèo. Nhưng hãy xem, trong 20 đến 25 năm, những con người này đã đưa đất nước của họ phát triển nhanh chóng như thế nào. Và nếu bạn hỏi tôi sự thật, thì tôi cảm thấy là Việt Nam hình như còn cao cấp hơn cả Thái Lan nữa. Điều tuyệt vời nhất ở Việt Nam không chỉ là những thành phố này mang vẻ hiện đại, mà điều quan trọng là người dân ở đây rất tốt. Họ đối xử rất tốt với bạn, mọi người đều nở nụ cười trên môi. Và đây cũng là những gì tôi cảm nhận được ở Trung Quốc. Ngay cả ở Trung Quốc, mọi người đều rất tử tế và đáp lại bạn, không có ai làm phiền bạn chút nào. Ngay cả khi thấy tôi quay video, chính mọi người cũng vào video và nói hello. Và tôi nghĩ nếu thành phố nào cũng có một vẻ đẹp thì đây là vẻ đẹp đẹp nhất, sau đó mới đến các tòa nhà. Hãy xem họ đã xây dựng một công viên ở đây đẹp đến nhường nào. Tập hôm nay nói về thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam, mà tôi đã thể hiện sự hiện đại cho các bạn thấy đã có bao nhiêu thay đổi. Và nhiều người cho rằng có lẽ Việt Nam quá lạc hậu. Nhưng tôi mới quay trở lại đây sau một thời gian. Chỉ trong vài năm, thế giới đã thay đổi. Vì vậy, Việt Nam đã thực sự làm tôi ngạc nhiên. Như lần trước và lần này, tôi còn ngạc nhiên hơn nữa với trình độ du lịch ở đây. Tôi nghĩ có vẻ như nó đã bỏ xa Thái Lan và Malaysia. Đó là những cảm nhận của chàng trai người Pakistan này. Các bạn có thể xem video gốc theo link SD ở phần mô tả để xem chi tiết hơn nhé. Vậy dân mạng Pakistan và những người dân của các nước khác đã bình luận những gì bên dưới video này? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé. Bình yên cho các bạn. Việt Nam, nơi đã bị tàn phá trong cuộc chiến với Hoa Kỳ, xin gửi lời chào đến những người lãnh đạo đã làm cho đất nước này trở nên tươi đẹp và phát triển trong một thời gian ngắn như vậy. Tôi đã thay đổi nhận thức của mình về Việt Nam, nói hiện đại đến kinh ngạc. Tôi sốc khi thấy sự phát triển của Việt Nam. Sự tiến bộ đáng kinh ngạc của Việt Nam và các bạn đã thay đổi rất rõ cuộc sống ở Sài Gòn. Sự lãnh đạo rất quan trọng, rất tiếc là chúng tôi đã thất bại. Việt Nam rất thịnh vượng và sẽ là một đất nước hiện đại, một trong những quốc gia thịnh vượng nhất trên thế giới. Bình luận của bạn Thái này không biết là thật hay là đang khịa nữa. Ôi Việt Nam, thật ngạc nhiên trước sự tiến bộ vượt bậc của Việt Nam. Họ là những người dũng cảm. Tôi chưa từng thấy đất nước Việt Nam như thế này trước đây. Hình ảnh và video đẹp quá, xin chúc mừng. Ôi thành phố này thật hiện đại và phát triển. Cảm ơn đã cho chúng tôi thấy thành phố xinh đẹp này. Qua video của bạn, tôi mới biết đến Việt Nam như một đất nước hiện đại và được du khách yêu thích. Trước đó tôi cứ nghĩ rằng mọi người đang ở trong tình trạng tài chính tồi tệ. Nhưng sau khi xem video này, tôi cảm thấy đã đến lúc Việt Nam trỗi dậy. Thành phố quá tuyệt vời. Thành phố rất đẹp và phát triển, tôi rất ấn tượng. Mở mang tầm mắt, giới thiệu xuất sắc về Việt Nam. Vlog của bạn đã thay đổi nhận thức của tôi về Việt Nam, thật tuyệt vời. Lời chào từ Pakistan thực sự đánh giá cao nỗ lực của bạn. Nội dung tuyệt vời, video rất giàu thông tin về thành phố đang phát triển. Máy bay không người lái tuyệt đẹp, chụp các tòa nhà chọc trời của thành phố trông thật ấn tượng. Việt Nam nổi tiếng với nền văn hóa phong phú, cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, ẩm thực ngon và các địa danh lịch sử. Nó đặc biệt được biết đến với các thành phố nhộn nhịp như Hà Nội, vùng quê thanh bình như Ninh Bình và các khu chợ sôi động mang đến trải nghiệm mua sắm độc đáo. Hãy tiếp tục du hành và mỉm cười nhé! Tôi thực sự nghĩ rằng Việt Nam sẽ giống như trong nước, nhưng nhìn thấy đất nước hiện đại này thật tuyệt vời. Người Việt Nam được trời phú cho gen tốt, hầu hết đều ưa nhìn. Một sự thật thú vị là đất nước này đứng số 1 về ít người béo phì nhất. Tôi thích sự phát triển và cách quy hoạch thành phố này và so sánh với đất nước Pakistan của tôi là một sự khác biệt rất lớn. Người dân của chúng tôi không có trách nhiệm với đất nước. Việt Nam có nhiều khả năng thay thế Trung Quốc làm công xưởng thế giới hơn Ấn Độ vì giá trị xuất khẩu bình quân đầu người của Việt Nam gấp 10 lần Ấn Độ. Một thành phố rất đẹp, thật nhộn nhịp. Cũng như các bạn, tôi ước Pakistan trở nên như thế này. Lòng tôi dạo dực khi thấy sự phát triển của thế giới. Các nhà cầm quyền không để chúng tôi thoát khỏi cảnh ăn bánh mì rẻ tiền cùng tiếng kêu điện, ga, lạm phát. Câu hỏi của các bạn là khi nào tất cả những điều này sẽ xảy ra ở Pakistan? Tất cả những điều này sẽ không bao giờ xảy ra ở Pakistan. Lý do, thái độ của người dân, hỗn loạn chính trị, Hồi giáo, các nước châu Á và các nước phát triển trên thế giới mà các bạn đang đi du lịch và nói đến. Tất cả các nước này đã tự mình thoát khỏi cảnh tàn phá và nghèo đói sau khi trải qua sự tàn phá và kinh hoàng của chiến tranh, thiên tai và sau khi nhận được những bài học và lời khuyên. Vì thế, các bạn ơi, tất cả những điều này sẽ không bao giờ xảy ra ở Pakistan. Tuyệt vời và đỉnh theo đúng nghĩa đen. Tôi chỉ thắc mắc rằng Việt Nam đang trở nên rất hiện đại và họ cũng hiện đại theo đúng nghĩa đen. Nhưng tại sao tiền tệ lại thấp đến vậy? Và vâng, khi nào Pakistan sẽ trở thành hiện đại như vậy? Khi nào? Tôi có một câu hỏi dành cho bạn. Ở thành phố Hồ Chí Minh rất nổi tiếng với khách du lịch và tòa nhà cao tầng là điều rất tuyệt vời. Nhưng vấn đề là tại sao tiền tệ lại mất giá? Xin vui lòng làm một vlog về chủ đề phá giá tiền tệ. Chính phủ thả nổi tiền tệ, điều này có lợi cho người lao động và nền kinh tế. Bạn có biết đồng tiền của một nước nghèo như Bangladesh lớn gấp nhiều lần đồng tiền của một nước phát triển như Hàn Quốc? Mình không thể giải thích chi tiết, nhưng nếu bạn học kinh tế tài chính thì có thể dễ dàng hiểu được. Điều quan trọng nhất là phải ở những nước sản xuất và xuất khẩu mạnh như Việt Nam hay Hàn Quốc, việc thả nổi tiền tệ sẽ có lợi, nếu không sẽ phản tác dụng. Tôi hoàn toàn đồng ý với nhận định của bạn. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam năm 2023 là 683 tỷ USD. Việc duy trì đồng nội tệ ở mức thấp sẽ giúp thu hút vốn đầu tư và tăng xuất khẩu. Cảm ơn bạn rất nhiều. Vâng, bạn hoàn toàn chính xác. Chúng tôi nghĩ nó sẽ giống như bất kỳ quốc gia Đông Á kém phát triển nào khác, nhưng thực sự ấn tượng và vâng, chúng tôi đánh giá cao lời giải thích và bình luận chi tiết về vlog của bạn. Đông Á kém phát triển, hầu hết họ đều giàu có và phát triển hơn Nam Á rất nhiều. Ngoại trừ thủ đô và một số thành phố, Việt Nam vẫn là nước chưa phát triển. GDP bình quân đầu người của nước này chưa tới 5.000 USD, bằng 1/7 so với nước láng giềng Hàn Quốc và Nhật Bản. Nhưng Việt Nam phát triển rất chậm so với Trung Quốc trong các nước cộng sản. Đúng, Việt Nam phát triển sau Trung Quốc khoảng 15 đến 20 năm, nhưng Trung Quốc chưa có chiến tranh từ những năm 1949. Việt Nam ngừng chiến tranh năm 1979 và Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận năm 1995. Đó là một vài những bình luận của dân mạng Pakistan, cũng như của dân mạng từ các nước khác. Một số khứa Trung Quốc cũng phải nhảy vào đây để chê bai thành phố Hồ Chí Minh không bằng các thành phố của Trung Quốc, rồi còn yêu cầu vlogger này nên so sánh với Thượng Hải và nói: "Có lẽ bạn nên so sánh với Thượng Hải Trung Quốc hiện đại hơn như thế này rất nhiều. Đi đâu bạn cũng có thể thấy sự thay đổi của thành phố." Đúng là người Trung Quốc thích so sánh nhất thế giới. Cho dù là đi đâu, nói gì cũng không thể thoát khỏi móng vuốt của mấy khứa tàu này. Các bạn thấy như thế nào về những bình luận của dân mạng phía trên? Hãy comment bên dưới video này nhé! Cảm ơn các bạn đã xem hết video và hẹn gặp lại các bạn ở những nội dung tiếp theo.